Đây em nhận thực tế này có một khách ở Tây Ninh nha anh em. Khách ở Tây Ninh. Ở đây em sử dụng lớp ma để xả, sử dụng là chân nuốt cũ cho anh em. Sử dụng lớp ma để sử dụng là chân nuốt cũ cho anh em nha. Anh em ở xa anh em cứ lấy xe Honda chạy lên em, khách ở Tây Ninh anh chạy xe Honda qua cho em nè. Hãy cùng quay cái đoạn clip của ông chở từ Tây Ninh qua đây. Anh em ở xa anh em cứ đóng gói gửi bưu điện, rồi anh em ở gần thì đi có điều kiện tới em, anh em cứ đi tới em làm trong ngày cho anh cũng được luôn, em làm trong ngày cho anh em về luôn nha. Đây em mới nhận lúc nãy, buổi chiều là em sẽ giao cho anh luôn. Anh em tới nhà em thiệt sớm, tới xưởng em thiệt sớm là em sẽ làm cho anh em đi về trong ngày luôn nha, về trong ngày luôn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079, em sẽ sử dụng cái chân nuốt cũ cho anh em nha. Đây mời em xem chân nuốt cũ đây. Em sử dụng lại, em sẽ mài vệ sinh. Mời em xem nha, em sẽ mài vệ sinh đầy đủ cho anh em. Sử dụng lại chân nuốt cũ cho anh em hết toàn bộ, cho anh em đỡ tốn khoản tiền phải mua cái chân nuốt mới nha. Em sử dụng lại chân nuốt cũ cho anh em hết toàn bộ nha anh em. Anh em ở xa anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai, đóng gói cả bưu điện cho Hoàng Mai sắp lại hoặc là làm mới thực tế cho anh em nha. Em sử dụng là lắp ma để đảm bảo cái chân nuốt của mình còn nguyên vẹn để khi mình chuyển trở lại nó không bị lùng cái chân xuống nha. Vẫn sử dụng lại con dao bình thường. Cảm ơn em nhiều cho mọi người Hoàng Mai nha. Ở xa anh em có gửi quyền ở gần thì anh em mới tới em. Ở đây khách này anh ở Tây Ninh nha anh em. Khách ở Tây Ninh, khách đi bằng Honda qua cho em. Cảm ơn anh em ở Tây Ninh ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Anh em ở Tây Ninh, anh em đi đường quốc lộ 22 qua N2 nha anh em, xuống tháp 10 Mỹ An lại ngay xưởng em nha. Anh em ở Tây Ninh chú ý là anh em đi đường quốc lộ 22 đi vô N2, quốc lộ N2 anh em sẽ đi về xưởng em này. Cuối đường N2 là xưởng em nha anh em, cuối đoạn đường Mỹ An là N2 là xưởng em. Anh em ở xa anh em có đi đường đó, anh em sẽ đi đường đó hiện lại hỏi đường đổi bưu điện trong ngày về luôn, nếu anh em có nhu cầu lấy liền. Cảm ơn anh em nhiều sao ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079.